Dạ vâng, em tên là Nguyễn Thị Mai Hương ạ. Em năm nay 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là giáo viên dạy nhạc. À, giáo viên dạy nhạc. Và em là Nguyễn Hoàng Lai, năm nay 31 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh. Một người kinh doanh, một người cô giáo. Thế thì hai bạn quen nhau như thế nào? Tụi em trong một nhóm hát có tên là nhóm áo lính ạ. Và tụi em biết nhau khoảng 3-4 năm. Nhưng mà trong 3-4 năm đi hát đó thì tụi em không bao giờ nói chuyện với nhau, cũng không cười với nhau, cũng không chào với nhau một câu gì cả. Sao lại không gặp nhau được ta? Trong cái nhóm hát đó cũng có bạn gái của em. À đó, có nguyên nhân thì đó. Có nghĩa là giữ kẻ thôi, em hiểu chưa? Chứ với một cô gái xinh xắn như dễ gì mà không bắt chuyện. Một cái dịp bạn gái của em mới nhờ qua nhà của Hương để mà mượn áo dài. Thì cái dịp đó em gặp mẹ của Hương, rồi sau đó em trả áo dài thì em muốn mời đi uống cà phê để cảm ơn về vấn đề đó. Mà tại sao lạ vậy ta? Tại sao bạn gái em không đến trả rồi cảm ơn rủ đi uống cà phê mà lại là em? Tại vì lúc đó bạn gái em có việc bận. Rồi có đi không đã? Có đi có. Lúc đó anh mới nói em là anh mời em đi uống cà phê. Em mới nghĩ là không, không nên đi uống cà phê với anh này. Bởi vì anh này đã có bạn gái rồi. Nếu mà có bạn gái kia thì em sẽ đi cùng. Còn không đi một mình với anh em sẽ không đi. Nhưng mà anh nói trời có uống cà phê không thôi mà em làm gì ghê quá vậy. Thế là em mới bị kích một câu. Em bảo uống cà phê thôi làm gì đâu. Nên là em mới vào xin phép bố mẹ. Khi vô quán cà phê thì tụi em nói những vấn đề về âm nhạc. Thì qua đó mình lại phát hiện ra nó có cùng những sở thích âm nhạc, ẩm thực. Tụi em cũng tìm được những điểm chung. Nó có nghĩa là đồng cảm với nhau. Dạ. Rồi bây giờ có bạn gái. Khó xử à nha. Tại vì bạn gái em với em thì cái thời điểm đó cũng có một số cái trục trặc nhỏ rồi. Thì sau đó tụi em chia tay nhau gần năm. Thì trong một cái dịp có một cái chương trình văn nghệ mới mời Hương qua diễn thì mình nghĩ là cái cách xê nó không cao. Thì em mới nghĩ là thêm phụ nữ đó thì mình phải đưa đón. Thì em mới tình nguyện là đưa rước những cái lần tập. Trong cái quá trình mà đưa đón vậy thì thật sự nhiều lúc chở thì em cũng không thoải mái lắm. Tại vì ngồi mô tô mà cái xe nó cũng hơi chồm chồm một xíu. Nó ngồi đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái người bạn gái mới quen mình đó thì ngồi thế nào mà khòm đó không? Dạ không ôm. Dạ không. Rất là lạ, một tư thế rất là lạ, vịn hai con đĩa. Bởi vì em mới sợ rằng nhiều khi mình mà tăng tốc nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng tới hai con đĩa mình nhiều hơn. Khi bị đắp ra dạ, em đâu có chiêu trò gì được. Còn ngồi mô tô mà phải ngồi tư thế chống đẩy. Thì mãi sau này thì em mới hỏi vợ em là tại sao em ngồi vậy, nó tại vì em ngại. Rồi sao rồi hai đứa tỏ tình lúc nào? Anh chọn một cái ngày rất là dễ nhớ là ngày 14 tháng 2 vào ngày mùng 1. Thì buổi chiều hôm đó anh rủ em đi đường Hoa Nguyễn Huệ. Đang đi thì đến một đoạn anh mới ngừng lại. Anh mới hỏi em là em có thể làm bạn gái của anh được không? Trời, cái đoạn đó đoạn nào? Đoạn nào? Em gần Ủy ban Nhân dân thành phố. Tính em hay quên lắm. Em lựa ngày mùng 1 cho dễ nhớ, lỡ nhiều khi lâu vợ hỏi anh có nhớ ngày tỏ tình ngày nào em còn nhớ được. Hay. Hay đó nha. Lúc đó em tập trung hết sức lực nói với một cái lời lẽ rất là chân thành. Anh có thể làm bạn trai của em được không? Em có nghe thấy. Dạ, nhưng mà em quyết định là không nói gì cả. Tại sao lại quyết định không nói? Dạ, tại lúc đó em ngại. Rồi sau đó tụi em đi khoảng chừng 5-7 phút thì em mới dừng lại và hỏi anh là ủa hồi nãy anh nói gì em quên mất tiêu rồi. Rồi có lặp lại không? Dạ có, em lặp lại lời nói đó một cách rõ ràng và khẳng định hơn, lớn hơn một chút. Là bữa đó là cổ đồng ý không? Đồng ý ạ. Lúc đó là em tưởng chừng như là nếu mà có cánh thì có thể bay được. Vậy là cũng cao thủ đó nè. Dồn nén cái cảm xúc đến hòa vỡ chịu hết nổi nữa rồi đúng không cưng? Dạ. Trong cái quá trình yêu nhau thì cũng xảy ra nhiều vấn đề. Bạn gái em cũng rất là hay ghen. Em ghen gì cơ? Tụi em có đi quay chương trình ca nhạc. Có một cái chị nhạc sĩ sáng tác cái bài tụi em quay. Anh này mới nói chuyện với chị một lúc rất là lâu à. Quên bẵng em đi. Còn em thì đang để ý đến ảnh, xem là ảnh có để ý tới mình hay không. Mà ảnh vẫn nói chuyện với chị rất là say sưa. Mà em nhìn hai người này thì giống như là một cặp đang quen nhau vậy. Do là cái chị đó là một nhạc sĩ. Em nói chuyện với chị về cái sáng tác và dòng nhạc của chị rất phù hợp với mình. Khi nói chuyện vậy thì mình cũng say mê mình nói. Sau đó khi vô phòng trang điểm thì em thấy bạn gái em ngồi mặt. Em mới hỏi thấy em có chuyện gì vậy em. Lúc đó bạn gái em mới nói dạ không có gì hết. Và tới khi mà đi chạy xe, trên đường chạy xe về mình cũng cố mà tìm ra được cái điều đó, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra được. Vậy là em vô tâm quá đó nha. Lần sau rút kinh nghiệm nha, là phải giới thiệu bạn gái trước thì người ta sẽ không có cái khuôn mặt mà chảy dài xuống như vậy, da sầu thảm như vậy đúng không cơ? Dạ. Rồi có gặp lại lần nữa không? Dạ nhiều lần. Cái lần thứ hai thì lúc đó em có làm MC một cái chương trình. Thì có một cô bé đó trước giờ lên biểu diễn, cổ rất là run. Em mới nắm tay nhẹ nhàng. Trời ơi, em ngủ tay mà nắm tay. Dạ, em nắm tay để cô đừng có run. Dân ơi, đừng run, đừng run, dân, đừng run. Mà cô run trước. Đó, em mới nắm tay cô bé đó thì em mới nói là em phải bình tĩnh, hít thở sâu. Thì khi em biểu diễn thì khi cái tiếng nhạc nó lên thì em tập trung vô thì
em sẽ không bị rung nữa. Sau khi mà anh an ủi cô bé đó xong, cô bé đó bỏ tay ra rồi, nhưng mà anh vẫn không chịu. Vẫn nắm. Dạ, vẫn nắm, vẫn níu kéo tay người ta. Dạ vâng. Tại vì em thấy lúc đó cô bé còn rung. Trong lúc em nắm như vậy thì em có nhớ rằng bạn gái em cũng đứng cái bên này. Dạ không. Cái không đó là cái em có quyền ghen đó. Dạ. Đừng có nói với chị là có lần thứ ba nữa nha. Có. Dạ có. Có nữa hả? Thì có một bạn ở trong cơ quan bạn nữ đó, thì bạn về nhà thì bạn không biết nhờ ai, bạn nhờ em. Nếu mà đúng ra thì bạn nhắn một cái tin nhắn bình thường thì nó cũng không đến nổi. Thì lúc đó cái bạn mới nhắn một tin là không biết có ai rảnh qua phụ dọn đồ giùm mình không ta. Đó là xui cho ảnh là em đang ngồi kế ảnh và ảnh phải công khai đọc tin nhắn đó. Em có cho đi qua giận giùm không? Dạ không, em không dám ạ. Nhưng mà những cái lần đó cho đi thì vợ em có một cái thói quen là mỗi lần giận em thì cái tên của em trong danh bạ lập tức nó bị thay đổi. Một là chấm không, còn hai nữa là người dưng nước lại. Trời ơi. Mọi người sau khi hết giận rồi sửa lại. Dạ không, sau khi hết giận thì vẫn để cái tên đó. Dạ bữa đó tự nhiên cái em thấy cái tên người dưng nước lạ, em nói ủa anh nào điện cho em người dưng nước lạ đây. Em bấm lên cuối cùng là số của em. Thế thì anh hỏi là sao khi mà hai bạn lấy nhau như vậy á, có cái điều gì mà khiến mà hai bạn không vừa lòng nhau? Dạ có, vợ em thì cái tính nhiều khi hơi kỹ quá. Dĩ nhiên là phụ nữ nó phải kỹ rồi. Dạ rất kỹ luôn á. Ví dụ như là vệ sinh cá nhân, vợ em thường xuyên hay bắt em rửa tay, rửa chân. Mà phải đúng bài chứ không phải là muốn rửa sao rửa. Đâu rửa sao đâu. Dạ mới đầu là giày đó, xong rồi như giày. Đó. Xong rồi xay từng ngón. Chính xác. Xong rồi xay bên này, dạ xong rồi xay vô giày, dạ. Dạ. Dạ xong xay đây. Dạ xong rồi xay đây. Trời ơi, mỗi lần ăn cơm cái rửa gì xong là cơm nguội rồi. Dạ đúng rồi. Nhiều lúc mà em có những cái chuyện gấp mà mình rửa tay vậy thì nó hơi bị mất thời gian. Rửa xong một lần như vậy là xà bông, xong mình xong một lần nước y qua những động tác vậy nữa. Rồi vợ em chắc chị hài lòng. Dạ chưa, sau đó là qua quá trình KCS trước để kiểm tra. Rồi kiểm tra cách nào? Dạ kiểm tra. Dạ, trời. Rửa gì sạch sẽ rồi bây giờ con bắt cặp đưa cho Hủy. Tốt mà em, tốt mà. Ê, hồi nãy bạn có nói là hình như là ngoài rửa tay ra còn rửa gì nữa? Dạ rửa chân. Vậy mỗi lần rửa chân xong vợ có hửi không? Dạ không rửa chân thôi quá. Thật ra chị nghĩ là cái rửa tay nó tốt mà em. Dạ đúng rồi, nhưng mà làm theo một cái quy trình vậy thì nó hơi dài. Khi nào mà vợ em bắt em rửa nhiều lần như vậy trong ngày thì lúc đó mới là quá kỹ. Dạ có, dạ rất nhiều lần. Trung bình một ngày là rửa bao nhiêu lần? Dạ chắc cỡ mấy chục lần. Rồi cái này té được. Không lẽ cái té nữa là... Riêng cái vợ chồng này là tôi té tới 3 lần rồi đó. Cái này thì chị đồng cảm với em. Kỹ quá em ơi. Thế còn vợ chồng có những cái gì mà phải là kỳ phùng địch thủ đó. Ừ. Anh có cái tật là rung đùi. Em rung sao? Đâu, em... Thường thì cái chân em mà nó hơi bị nhón cái này lên, cái nó bị rung vậy nè. Vậy hả? Bây giờ vẫn chưa bỏ hả? Dạ thì nó cũng lâu lâu cũng có. Tình yêu của hai bạn dễ thương ghê, rất là dí dỏm. Thế thì còn những cái gì mà mong muốn ở người bạn của mình? Em mong muốn chồng em là đừng có nóng tính ạ. Ví dụ như là nói về một câu chuyện, qua cái câu thứ hai là anh bắt đầu lớn tiếng với em rồi. Ví dụ đi đường chẳng hạn, em hay nói ảnh là anh phải đi đường này mới đúng, đường này mới gần, đường kia là sai rồi. Anh kêu anh muốn đi đường này đó thì sao? Dạ tại vì mình đang chạy xe mà cái người đằng sau lái rất khó chịu. Dạ. Điều khiển từ xa vậy gặp tôi là tôi kêu nè em lên em lái đi tôi ngồi sau. Dạ có, cũng có những lúc vậy. Vậy thì còn cái điều gì mà em muốn vợ mình thay đổi? Dạ ngoài cái vấn đề kỹ tính thì em muốn vợ em là bớt cằn nhằn hơn chút xíu. Thì vợ chồng có những lúc mình sẽ có những cái sơ sót thì mình phải thông cảm cho nhau. Thực ra chị thấy như vậy nè, bây giờ đã là vợ chồng, cái người đồng hành với mình suốt đời rồi, mình đừng có để bụng nữa. Cái gì mà chưa vừa ý nói luôn, không có để đoán ý nữa. Thứ hai nữa là kỹ là tốt, nhưng mà kỹ quá như em á, có những cái mà nhiều khi chồng ức chế quá. Giảm bớt những cái đó, em sẽ thấy cái sự thay đổi ở chồng em. Bớt một chút, thêm một chút, hai bạn sẽ hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống sau này. Dạ, em cảm ơn Quốc Thuận. Cảm ơn chị.